Xem private. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái app ở trên Google Play. Mình thì dùng hệ điều hành Android nên là không biết trên iOS thì nó có không. Thì nếu như có thì các bạn hãy tải cái app này về. Thì đây là một cái app mà giúp cho các bạn có thể là chia được các danh từ ở các cách khác nhau trong tiếng Nga. Và đặc biệt đó là nó sẽ giúp cho các bạn chia cả những cái từ mà thuộc cái trường hợp là bất quy tắc ở trong tiếng Nga. Thì đầu tiên đó là các bạn vào Google Play. Sau đấy thì trong phần tìm kiếm, các bạn hãy nhấn cho mình dòng chữ đó là Vajji. Search. Thì các bạn hãy nhấn vào cái mục đầu tiên cho mình. Đó là Sklonyenye Sushis Vision. Ở đây thì mình đã tải về cái app này rồi, thì mình sẽ mở ngay. Còn bạn nào chưa tải thì hãy nhấn tải về nhé. Thì mình sẽ mở cái app này lên. Cái app này tương đối rất là nhẹ vì nó không có cái mục nghĩa của từ, mà nó chỉ có mục là về chia cách thôi. Thì trong cái phần đầu tiên là Vision, có nghĩa là nhập cái danh từ mà bạn muốn chia vào. Thì ví dụ mình lấy ví dụ cho cái từ đó là từ packet. Sau đấy các bạn nhấn vào từ là Nighty, có nghĩa là tìm kiếm. Thì ở đây thì nó sẽ chia ra cái mỗi hàng sẽ là mỗi cách, và nó sẽ chạy lần lượt từ cách 1 cho đến cách 6. IM là viết tắt của cách 1, ROD là viết tắt của cách 2, DAT là cách 3, VIN là cách 4, TVO là cách 5 và PRIT là cách 6. Cái hàng packet, packet ta, packet to, packet, packet to và packet thì đây là cái hàng của số ít, và của số nhiều sẽ là hàng của packet to, packet to, packet to, packet to và packet to, packet to. Thì ở đây mình trong video này thì mình chỉ chú ý cho các bạn đến trước hết đó là cách 1 và cách 2. Còn sau này khi các bạn đã xem tiếp các video của mình về các cách 3, 4, 5 và 6 thì hãy để ý đến các cách này sau. Thì ở trong video này như mình đã lấy ví dụ là từ packet thì nó kết thúc là bằng phụ âm. Thì nó sẽ ở cách 1 thì nó sẽ là giống đực thì người ta packet. Số nhiều thì người ta sẽ chuyển thành packet từ. Cách 2 thì người ta số ít thì người ta sẽ thêm A. Và số nhiều thì người ta sẽ thêm off vào. Mình sẽ lấy ví dụ thêm cho một cái từ khác. Từ mà cái thuộc trường hợp nó bắt quy tắc một chút. Ví dụ như ở đây thì mình có một cái từ là bạn bè, là từ Druk. Thì ở đây Druk thì cách 1 là số ít Druk vẫn bình thường, nhưng mà sang cách 2 thì nó chia theo dạng bắt quy tắc, không phải là Drugu mà sẽ là Druzia. Cách 2 sẽ là Druga như bình thường, nhưng mà số nhiều thì nó sẽ là Druzi. Hoặc là một cái từ khác, ví dụ như là từ anh trai em trai chẳng hạn, thì là từ Prat. Thì mình cũng sẽ có là từ Prat, Pratia. Cách 2 số ít sẽ là Prata và số nhiều sẽ là Pratia. Thì mình hy vọng rằng đó là những từ nào mà các bạn không biết hoặc là quên chẳng hạn, thì các bạn sử dụng cái app này thì nó giúp các bạn có thể là nhớ nhanh lại cách chia theo cái ngữ pháp trong tiếng Nga. Mình hy vọng đó là qua video ngày hôm nay và qua cái app mà mình giới thiệu thì có thể giúp cho những bạn nào đấy có thể là thành thạo hơn về cách chia danh từ ở các cách ở trong tiếng Nga. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp tất cả các bạn ở trong video lần sau nhé. Bye.